Mumbai Residence, nơi khởi nguồn của những hành trình mang tên hạnh phúc. Tổ hợp căn hộ chung cư chất lượng cao giữa lòng thành phố Hải Phòng, tọa lạc tại vị trí 384 Lê Thánh Tông, đường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, trung tâm thành phố Hải Phòng. Kết nối nhanh chóng, thuận tiện tới nhiều tiện ích, dịch vụ ngoại khu. 450m đến quảng trường thành phố Hải Phòng, 500m đến trường mầm non Tư Thục, 600m đến Ủy ban Nhân dân phường Vạn Mỹ, 850m đến chợ Vạn Mỹ, 1km đến trường Trung học Phổ thông Thái Phiên, 2,1km đến cảng Hải Phòng, 4,9km đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế. Giao điểm Thịnh Vượng, phía Bắc giáp đường Lê Thánh Tông, phía Tây giáp tuyến đường dọc kênh Đông Bắc. Kết hợp hài hòa giữa yếu tố nhân tạo và tự nhiên, khởi thành một tổng thể hài hòa mang tính nghệ thuật cao. Nội khu dự án với đường nội bộ 13m, công viên cây xanh, thể thao lên tới gần 4.000m2 và hệ thống tiện ích chất lượng, vườn hoa, công viên, đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, khu thể dục thể thao. 38 căn liền kề 5 tầng, 1.294 căn hộ, tất cả cùng hòa quyện tạo nên một không gian sống mát lành, trọn vẹn, đầy đủ như ánh trăng rằm. Mumbai Residence, Vịnh Trăng hạnh phúc, 4 mùa yêu thương.